Rẻ nhất được trang bị đùm nhôm xó bạc đạn của hãng ARC, một cái hãng nổi tiếng như kiểu của Novatech, rất là ấn tượng. Và khi nó xó bạc đạn thì nó siêu trớn luôn rồi. Và em nó có tên là Kali mã là S4000, một thương hiệu của Mỹ. Và cái mã S4000 này cũng vừa ra mắt luôn. Cấu hình của nó cũng cực kỳ là ngon, chuẩn một set của Antut 3x8. Và thiết kế về ngoại quan thì Kali chưa bao giờ là xấu cả. Khung sườn nhôm không với hàn, càng nhôm không với hàn, rất là đẹp luôn. Quảng cáo một chút là bên em bán tại nhà, cắt giảm được chi phí cho nên mức giá sẽ tốt hơn so với thị trường. Và sau đây mới phần review chi tiết về em nó. Về khung càng, xe sử dụng khung hợp kim nhôm không mối hàn ở điểm này. Và ở điểm này, bản chất là nó vẫn có mối hàn, sau đây nó xử lý để nó mịn màng được như này. Nó cũng tốn hơn kha khá chi phí, nhưng về ngoại quan nó sẽ đẹp hơn hẳn luôn. Dây đi âm khung 100% và nước sơn tĩnh điện 3 lớp cực kỳ mịn. Đề cam thương hiệu Kali làm rất là nổi bật ở đây. Mã hiệu là S4000, nó ghi ở đây. Có thêm hai cái lỗ chờ này để bắt thêm một cái gọng bình nước nữa, để các bác có thể để thêm một cái bình nước, để thêm túi dụng cụ sửa chữa hay là để bơm keo xe. Về chất nhôm của nó là nhôm 6061 cao cấp. Hàng Kali thì toàn làm nhôm cao cấp thôi. Những cái mã thấp thấp dưới 4 củ của nó thì có làm nhôm rẻ thì làm, chứ còn tầm từ con S2000 trở lên là toàn nhôm ngon luôn. Về size số nó có hai size. Size 46 giống ngang của nó sẽ là 52,5, chuẩn cho chiều cao từ 1m6 đến 1m7 và chiều cao đi được từ 1m55 đến 1m75. Và size 48 giống ngang của nó sẽ là 54, chuẩn cho chiều cao từ 1m65 đến 1m75 và chiều cao đi được là từ 1m6 đến 1m8. Về lỗ chờ phía sau đầy đủ luôn, lỗ chờ này để bắt chắn bùn, đây để bắt tay 3 ga, chân 3 ga và chân chắn bùn dài đầy đủ. Phía trước là càng phục nhôm không mối hàn, càng phục cực kỳ là đẹp luôn. Từ trên xuống dưới không có một cái điểm gợn nào cả, rất là đẹp, nhìn rất là tinh. Có lỗ chờ ở đây để bắt chắn bùn dài, và tất nhiên trên này có một cái lỗ chờ để bắt cái tay chắn bùn phía trên. Càng là càng nhôm, thực nói là rất là dày dặn luôn. Còn chân chống của nó là chân chống nhôm loại 2 feet, em hay quảng cáo tầm 80.000 đấy, rất là dày dặn. Chỗ này là bằng thép này, các bác có thể uốn ra uốn vào để chỉnh được cái độ nghiêng của chân chống được luôn. Còn cái này là điều chỉnh độ dài ngắn của chân chống, cái này là bằng nhôm, cái này cũng là bằng nhôm, đây là bằng thép, dùng 2 feet fit trực tiếp vào khung, rất là chắc chắn. 10 điểm về chân chống. Về bộ chuyển động, xe trang bị một bộ đùm rất là ngon của nhà ARC, tên thương hiệu nó ghi ở đây. Chạy 2 bạc trước, 4 bạc sau cho độ trớn là mắc bình rồi. Và cái mã của nó là nó ghi nhỏ nhỏ phía bên này, có khởi đầu bằng chữ F này, 240750, khá là dài. Nó sẽ phân biệt nhau bằng các mã, tuy nhiên cái hàng ARC là dòng từ cao cấp trở lên rồi, nó không có dòng giá rẻ. Sử dụng trục chốt mở nhanh cả trước sau để dễ dàng mở ra sửa chữa bảo dưỡng. Nan sơn tĩnh điện màu đen, chân nan cũng sơn luôn màu đen. Vành nhôm 2 lớp dày của Kali và dày khoảng tầm 4 phân. Sử dụng van là van FV, các bác lưu ý sau này mua van tầm FV60 trở lên, bởi vì vành này nó đã dày 4 phân rồi. Và chuẩn bị thêm một cái chuyển đầu van hoặc dùng đầu bơm đa năng, bởi vì cái van này nó không quá phổ biến. Lốp của nó là lốp của Kenda, có dập nổi chữ, có in sơn để làm nổi bật. Rồi tiếp theo thông số là 700 x 28C, tức là đường kính tổng của nó sẽ xấp xỉ 700mm và độ rộng bánh của nó sẽ là 28mm. Cái bánh tiết diện như này thì cho độ lướt cực kỳ là tốt luôn. Nó giống kiểu dòng đua tay ngang ấy. Và áp suất lốp của nó là bơm từ gọi là bơm mắc đến 6,3 cân, thường bơm tầm 5,5 đến 6 cân là ok. Và đây là cái đùm sau. 4 bạc đạn thì sẽ có 2 bạc của côn trục và 2 bạc của cối thả, và nó sử dụng cối cao cấp Shimano HG, đồng thời là cối nổ luôn. Sau đây em sẽ test về tiếng cối nổ. Về bộ truyền động, xe sử dụng một đôi bê đan có vỏ phun nhôm, trục cốt thép và chạy bi côn. Cái đôi bê đan này là 10 điểm trong tầm giá rồi. Cơ cấu này cho phép độ bền cực kỳ là tốt, bảo dưỡng tốt phải dùng được tầm 15 đến 20.000 cây. Chỉ độ trớn nó sẽ thua thằng bạc đạn một chút thôi. Một bộ đùi của Shimano luôn, rất là ngon. Có mã của nó là T301, sản xuất tại Philippines. Độ dài là 170mm và có thông số của nó là 243442 3 tầng, có chắn xích rất là sạch sẽ. Ổ trục cốt vuông bạc đạn tiêu chuẩn, độ trớn cực kỳ là tốt và độ bền cũng ở mức tốt. Gạt của nó là gạt Shimano mã là T500, chuẩn của một set Antut 3x8, rất là ngon, đánh giá được 1810 so với Antut luôn rồi. Rồi tiếp theo xích của nó, sử dụng xích của FFC, cái này là xích tiêu chuẩn, bảo dưỡng tốt dùng tầm 6 đến 7.000 cây. Củ sau của Antut mã là M310, phía sau có dập chìm chữ, hàng chính hãng. Nói chung là các cái hãng lớn thì không bao giờ lắp hàng fake, các bác yên tâm. Rồi clip của nó là clip thả cao cấp Shimano HG 208 tầng, có thông số là 12 bar T. Clip này siêu bền, tỷ số truyền cũng ở mức tốt rồi. Và nói chung là bảo dưỡng tốt thì nó bền vô địch luôn.
các cái xe bãi ngày xưa và những xe đắt đắt tiền dùng cối thả thì đến bây giờ clip đấy cũng rất là ngon. Nói chung là nó chỉ có mòn đi chứ còn nó lỗi thì nó không lỗi. Tay đề của nó là chuẩn xét luôn, Antut M315 3x8, ấn rất là nhẹ và độ ổn định cực kỳ cao, độ bền cũng rất là cao. Về phanh, xe chịu hệ thống phanh đĩa cơ có tay phanh không tích hợp vào tay đề, bởi vì đây là tay đề M315, từ F500 đổ xuống là tay phanh nó tích hợp luôn. Thằng này thì bên phải này độ rơ nó hơi nhiều chút, bên trái này lại rất là chắc, chứng tỏ là nó làm không đều. Cái này thì thực ra nó không phải là hãng lớn rồi, kiểu nó dưới thằng Techco một chút, được cái là nó rất là dày dặn và bóp cũng khá là chắc tay. Thuyền lực bằng dây phanh cho nên nó mới gọi là phanh cơ. Và đây là củ phanh đĩa của nó này. Củ này thì lại ngon, củ này của Jin Quang, một cái hãng của tàu nhưng mà rất là dày dặn. Nó giống củ con Galaxy BM725, rất là dày. Cái lò xo của nó rất là khỏe, nói chung là nó trông nó khôn hơn những cái củ tông ly bình thường khá nhiều luôn. Cái đĩa phanh của nó là phi 160 tiêu chuẩn cả trước cả sau. Nói chung là lực phanh tương đối ổn rồi, cái này đi để còn an toàn. Các bác mà đi phanh dầu mà bóp không quen nhiều lúc còn dễ ngã. Còn phanh này nó chung là nó đi còn an toàn hơn cái kia, bởi vì nó không kiểu dễ bóp chất phanh như kiểu phanh đĩa dầu được. Về hệ thống lái, xe trang bị một ghi đông làm bằng nhôm có độ rộng 63 cm và thiết kế của nó bo cong nhẹ như này sẽ cho cảm giác lái ở mức thoải mái. Pô tăng làm bằng nhôm của Gali làm thẳng như này trông sẽ rất là đẹp luôn. Chén cổ làm bằng nhôm của Netco, phía trước được trang bị một miếng phản quang, một cái chuông nhôm được tặng sẵn rồi. Đây là chuông gõ khá là kêu và cũng khá là bền. Một đôi tay nắm thì cơ bản là em thấy nó cũng tạm tạm thôi. Cái này được cái cầm xốp êm, tuy nhiên không có cái đai nhôm chống xoay. Nhưng mà thằng này thì nó không xoay được vì nó khít vào đây luôn rồi. Nhưng mà nó lại không có hở chống mỏi thì nó vẫn là một điểm trừ. Nói chung là mua thì khả năng cũng nên mua cái tay nắm chống mỏi thay vào đi tầm 100-120 thôi. Nhưng mà trải nghiệm nó sẽ khác hơn cái kia khá nhiều. Một cái cọc yên nhôm đúc của Kali sử dụng một lục 6mm vít từ dưới lên. Rất là gọn gàng, không sử dụng hai ốc vít hai bên nữa vì cơ cấu này cũng là xe đắt rồi, tầm 6-7 củ rồi. Rồi tiếp theo một cái form yên của nó rất là đẹp luôn. Form yên nhìn cái ngoại quan thì nó vuốt vuốt đẹp, chất da tốt, chỉ có điểm trừ là không có cái rãnh giữa thôi. Cái khóa cọc yên thì siêu dày này. Em quay cho bác thấy dày cực kỳ luôn. Đây, chốt nhẹ như này đó là chắc rồi, nó sẽ không xoay nữa luôn. Cuối cùng là về khối lượng, em nó nặng là 12,6 cân. Còn về chính sách bảo hành thì là khung sửa 5 năm phụ tùng 1 năm trừ xăm lốp và bê đan và có ship code toàn quốc. Nhận hàng, kiểm tra rồi mới phải thanh toán. Và em nó có 4 màu rất là đẹp, cuối video em sẽ để danh sách các màu. Và quà tặng đi kèm sẽ có gá nước, bình nước, khóa 4 số và chắn bùn. Ngoài ra khi lấy nguyên thùng thì bên em sẽ tặng thêm một bộ dụng cụ để các bác lắp đặt nữa. Và có video hướng dẫn lắp đặt đầy đủ luôn. Cảm ơn các bác xem hết video và chúc các bác lựa chọn được một chiếc xe thật là ưng ý.